Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với CCA Channel và mình là Andy. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em tham gia vào một cái sự kiện listing mới đến từ sàn giao dịch Bybit với cái dự án Omega Network. Và chúng ta sẽ cùng chia sẻ cái pool giải thưởng 700.000 cái đồng token OMN đến từ cái dự án này. Thì đây là một trong những cái dự án mà trước kia đã cho chúng ta đào cái đồng token free của dự án là đồng OMN. Hiện tại thì ở trên cái app đào của nó thì anh em chúng ta có thể KYC và các bạn có thể là rút được cái đồng token OMN này về ở trên các cái sàn giao dịch. Và cái đồng dự án này thì sẽ dự kiến sẽ được listing lên một số các cái sàn lớn như là Bybit, MXC và Gate.io. Tiếp theo thì mình sẽ nói cho các bạn về một số các cái thông tin về cái sự kiện này. Thì hiện tại thì thời điểm mình làm video này thì là vào ngày 15 tháng 6 thì vào lúc 17 giờ theo giờ Việt Nam thì cái đồng token cổng nạp OMN ở trên sàn Bybit thì nó đã mở cho anh em. Và chúng ta có thể nạp từ cái app đào của chúng ta lên sàn Bybit để các bạn có thể nhận thưởng. Thì chúng ta sẽ có hai cái pool thưởng. Pool thưởng đầu tiên là dành cho những cái người mà nạp tiền lên sàn Bybit, nạp OMN lên sàn Bybit trong cái thời gian từ ngày 15 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6 thì mỗi người mà nạp tích lũy ít nhất từ 2.500 cái đồng token OMN trở lên thì các bạn sẽ nhận được là 250 đồng token OMN. Hiện tại thì cái giá của cái đồng token OMN thì mình cũng chưa biết là bao nhiêu. Đấy, nhưng mà nếu như những anh em nào mà chúng ta có ở trong cái app đào của các bạn ấy có hơn được mở khóa hơn 2.500 token OMN thì anh em có thể nạp lên sàn Bybit để các bạn có thể kiếm được phần thưởng. Sự kiện này thì sẽ diễn ra theo cái hình thức là first come first serve, những cái người nào tham gia càng sớm thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều. Thì cái sự kiện này chủ yếu là sẽ dành cho những anh em nào mà đã đào coin và các bạn đào được cái số lượng hơn 2.500 ở cái đồng token OMN. Còn theo như thông tin mình cập nhật thì ở trên cái app Omega Network ấy thì nó cũng chỉ mở khóa một cái số lượng giới hạn thôi chứ nó không mở khóa toàn bộ 100%. Đấy, nên là cái bạn nào mà chúng ta đủ số lượng thì chúng ta nạp lên để kiếm thưởng. Còn không thì anh em đợi ngày mai vào ngày 16 tháng 6 lúc 17 giờ thì nó sẽ list một số sàn như là MXC, Gate. Đấy thì anh em có thể mua ở trên các cái sàn giao dịch này, sau đó các bạn chuyển sang cái sàn Bybit để chúng ta nhận cái phần thưởng này. Ok, tuy nhiên là nếu như ngày mai các bạn tham gia ấy, thì mình cũng không chắc là cái slot nó còn hay không, bởi vì nó theo cái hình thức là first come first serve nha. Ok, và cái sự kiện thứ hai là cái sự kiện mua để kiếm thưởng. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ cái pool là 350.000 token OMN. Sự kiện này thì sẽ diễn ra ở cái thời điểm listing, tức là từ 10 giờ sáng UTC là 17 giờ theo giờ Việt Nam ngày 16 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6. Đấy, nhưng mà nó cũng sẽ xếp theo kèo này thì nó sẽ không phải là first come first serve mà nó sẽ xếp theo trả thưởng theo cái khối lượng, cái volume giao dịch của anh em. Thì trong khoảng thời gian này thì khi mà các bạn tích lũy cái khối lượng mua ròng giá trị ít nhất là 100 USDT của OMN trên cái nền tảng giao dịch spot của Bybit thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được, giành được số tiền lên đến là 15.000 token OMN. Đấy, một cái giải thưởng rất lớn. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải mua ròng, tức là các bạn chỉ mua chứ chúng ta không được bán ra. Đấy, thì đây anh em thấy này, mua ròng ít nhất là 100 USDT OMN ở trên cái nền tảng spot. Khối lượng mua ròng thì nó sẽ bằng là khối lượng mua trừ cho cái tổng khối lượng bán. Thì ví dụ như trong cái thời gian diễn ra sự kiện, nếu như anh em mua vào 100 USDT mà các bạn bán ra khoảng 50 USDT thì cái khối lượng mua ròng của các bạn sẽ bằng là 100 trừ 50 thì chỉ còn lại 50, tức là các bạn không đủ điều kiện để tham gia cái sự kiện này. Cái sự kiện này ấy, thì nó sẽ có lẽ là nó sẽ diễn ra theo cái hình thức là random anh em ạ. Đấy, tức là khi mà chúng ta mua cái khối lượng ròng tối thiểu là 100 đô thì chúng ta sẽ nhận được mỗi người là 15.000 token nhé. Đấy, thì một cái mẹo dành cho anh em đó là kèo này thì nó không phải là làm nhanh thì ăn, nên là các bạn có thể đợi giá nó ổn định và chúng ta đợi sát đến cái ngày 30 tháng 6 để các bạn join thì nó sẽ đỡ rủi ro hơn. Bởi vì ở trong cái thời điểm listing ấy các bạn, đấy thì nó giá nó sẽ luôn luôn là biến động rất là cao, nhất là trong những cái dự án mới vừa mới list sàn lần đầu ấy, thì đặc biệt là nó sẽ có cái mức độ biến động, cái rủi ro ở cái thời điểm ban đầu rất là cao. Đấy, nên là anh em không cần, với cái sự kiện mua ròng thì các bạn không cần là phải mua ngay cái từ thời điểm mà nó lên sàn.
mà anh em có thể là mua từ ngày 28 hoặc là mua từ ngày 29. Đấy, thì sau đó các bạn chỉ cần hold một ngày cho đến hết ngày 30 tháng 6 thì chúng ta sẽ được là bán ra. Đấy, còn nếu như mà các bạn mua ở trong cái thời điểm trước, ví dụ ngày 16 tháng 6 các bạn mua luôn, đấy thì các bạn cũng cần phải hold đến hết ngày 30 tháng 6 thì chúng ta bán thì nó mới được tính là cái khối lượng ròng. Còn trong trường hợp ví dụ như ngày 16 tháng 6 nó listing, anh em mua 100 đô và chúng ta lãi tầm khoảng 50 đô đi, thì các bạn nên bán ra. Đấy, sau đó sát ngày này các bạn mua lại vào thì chúng ta vẫn sẽ được tính nha. Bởi vì cái số lượng vòng thì ròng, mua ròng ấy thì nó sẽ bằng là khối tổng khối lượng. Đấy, tức là tổng chúng ta mua trừ cho tổng bán. Đấy, chứ nó không bắt buộc là chúng ta phải mua ra rồi các bạn hold từ đó đến kết thúc sự kiện, mà anh em có thể mua ra sau đó chúng ta bán vào. Chúng ta có thể mua vào sau đó các bạn bán ra, sau đó các bạn lại mua vào và hold cho đến kết thúc sự kiện thì nó vẫn sẽ được tính là cái khối lượng mua ròng. Rồi thì đấy là về cái thông tin về hai cái sự kiện này. Sự kiện 1 thì nó sẽ theo cái hình thức là FCFS, làm nhanh thì chúng ta ăn. Còn sự kiện 2 thì có thể là sẽ random, bởi vì đây là nó không ghi là random, chọn random hay là FCFS. Tuy nhiên là kèo này thì mình nghĩ là nó random. Và mỗi người sẽ nhận được một cái giải thưởng khá là lớn, lên tới là 15.000 token. Rồi, và một số các cái lưu ý sự kiện mà chúng ta có thể tham khảo thêm. Đấy là đầu tiên là các bạn sẽ cần phải có một cái tài khoản sàn Bybit đã hoàn thành xác minh KYC level 1 để chúng ta có thể tham gia được cái sự kiện này. Và chúng ta sẽ cần phải chỉ những người có cái khối lượng tích lũy ròng ít nhất là 100 USDT trong khoảng thời gian từ 16 tháng 6 cho đến ngày 30 tháng 6 mới đủ điều kiện nhận thưởng từ cái sự kiện 2. Đấy. Và khi mà các bạn tham gia ở sự kiện 1 nhé, sự kiện 2 là sự kiện ròng, mua ròng. Còn sự kiện 1 thì anh em tham gia chúng ta nạp lên, sau đó thì các bạn có thể bán, chứ chúng ta không cần hold nha các bạn. Đấy, các bạn chỉ cần nạp lên, sau đó chúng ta bán ra cũng được. Đấy, bán thu về USDT cũng được. Đấy, chứ nó không yêu cầu chúng ta phải hold ở cái sự kiện 1. Rồi, và vừa rồi là cái thông tin về một cái sự kiện đến từ sàn Bybit, sự kiện listing. Thì thông thường những cái sự kiện listing này thì đa số là ngon nha anh em. Đấy, thì hôm trước có cái kèo candy thì cũng có khá là nhiều anh em đã ăn được cái kèo candy. Đấy, tuy nhiên là hiện tại thì nó vẫn là chưa trả thưởng, bởi vì là những cái sự kiện như thế này ấy, thì nó sẽ trả trung bình từ 7 cho đến khoảng 14 ngày thì nó mới trả về cái tài khoản spot cho anh em, chứ không phải là nó trả luôn. Đấy, và ngoài ra thì còn có một số thông tin như là thời gian niêm yết này, thì anh em chú ý cái thời gian niêm yết là từ 17 giờ ở Việt Nam ngày 16 tháng 6. Đấy, hiện tại thì nó đã cho chúng ta nạp lên rồi nhưng mà chưa niêm yết nha, nên là anh em chưa có thể bán được và cũng chưa có thể rút được. Rút tiền thì nó sẽ mở từ ngày 17 tháng 6. Rồi, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể nạp lấy địa chỉ ví ở trên sàn Bybit để chúng ta nạp lên nhé. Thì các bạn sẽ click vào cái phần nạp tiền này ở trên sàn Bybit này, các bạn click vào phần tài sản, sau đó các bạn click vào phần nạp tiền. Ở phần này thì các bạn sẽ chọn cái phần nạp crypto, thì chúng ta sẽ tìm kiếm cho mình cái đồng OMN. Đây, thì cái đồng token này thì nó có một cái chain riêng luôn của nó, đó là Omega Network. Đấy, thì anh em sẽ click vào phần đã hiểu và chúng ta sẽ copy cái địa chỉ ví này và các bạn qua ở bên cái app để chúng ta tải nộp và để chúng ta chuyển lên thôi. Còn hôm sau thì ở trên các cái sàn giao dịch mà listing cái đồng Omega thì nó cũng sẽ hỗ trợ cái chuỗi Omega. Thì anh em copy địa chỉ ví ở trên Bybit, sau đó các bạn mua OMN ở trên sàn MXC hoặc là sàn Gate và chúng ta chuyển qua cái địa chỉ ví này là xong nhé. Ok, video hướng dẫn của mình thì kết thúc ở đây. Nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe hộ kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo.